Được biết là chị Hạnh đang có một cái dự án về du lịch đúng không ạ? Và thì không biết rằng là ngày hôm nay đến đây bên cạnh chia sẻ với các bạn sinh viên về những câu chuyện của bản thân mình, thì không biết rằng là chị có mang đến cho các bạn sinh viên FPT ngồi đây cái cơ hội gì để có thể có cơ hội để làm việc và trở thành một phần trong cái dự án của chị không ạ? Đến thời gian này thì mình đang làm một cái dự án mà mình nghĩ rằng là nó sẽ có những cái ảnh hưởng rất lớn đối với ngành du lịch trong thời gian tới. Bởi vì như trước đây mình không hiểu tại sao mình lại tin tưởng như thế. Là trước đây khi mà marketing online nó chưa phát triển, mình bảo tôi phải là người đi đầu, tôi phải là người cố gắng phải làm sao để cho nhiều người biết đến nó và mình làm bằng mọi cách để đạt đến nó. Thì bây giờ là mình đang yêu một cái đấy là yêu du lịch, và mình muốn là gì? Trong vòng khoảng 2 đến 3 năm nữa, du lịch Việt Nam phải bằng du lịch Thái Lan. Bây giờ mỗi năm người du lịch Việt Nam chúng ta thu hút được khoảng 6 triệu đến 8 triệu người khách đến Việt Nam, và gần như tỷ lệ trở lại ấy, rất là ít. Bởi vì có rất nhiều nguyên nhân. Thì bây giờ mình hy vọng, nhưng mà đối với Thái Lan nó khoảng đến 25 đến 26 triệu người một năm. Nghĩa là gấp đến 3 lần so với Việt Nam. Trong khi thực sự điều kiện thiên nhiên của người Việt Nam hơn nhiều so với Thái Lan. Mình đã có đến bao nhiêu là di sản thế giới ở Việt Nam rồi. Từ di sản thiên nhiên, di sản văn hóa đến di sản phi vật thể liên tục được công nhận. Và thực sự nó rất quý báu. Nhưng mà du lịch Việt Nam đang bị tắc ở rất nhiều khâu. Thì mình nói rằng là mình sẽ nhảy vào cái lĩnh vực này và mình sẽ tháo bằng chính mình trước. Thì mình đang tháo dần và mình đang làm cái dự án là du lịch.vn, một cái cổng thông tin du lịch mà gọi như là toàn ngành về du lịch, mà nó theo quy mô là gì, từ quốc tế đến nội địa, và trên đó nó thành một hệ thống du lịch, và cái công ty của nó quản trị là công ty Micro Travel, và nó gọi là công ty cổ phần giải pháp trực tuyến Micro Travel dành riêng cho du lịch. Thì mình đang mong muốn được có sự cộng tác của rất nhiều sinh viên từ rất nhiều ngành nghề khác nhau mà yêu thích du lịch để làm một mình, mà làm online, không phải đi đâu, không phải gì hết, tất cả đều online hết. Thì mình cũng rất là hy vọng rằng là một trường như FPT là một môi trường được dạy trong một môi trường là tiếng Anh này, lại được có một tư duy về công nghệ rất tốt này, lại có những cái khát khao hoài bão để phục vụ rất đất nước nữa. Thì mình nghĩ rằng là nó đấy là một dự án rất phù hợp, bởi vì mình quan điểm rằng là du lịch bản thân là mỗi người là một đại sứ của đất nước mình. Và khi các bạn làm du lịch thực sự là không chỉ là du lịch, mà là bạn đang làm một công việc xây dựng hình ảnh quốc gia. Cho nên là mình kỳ vọng là mình mong muốn là không phải đấy là mà đến hẳn tất cả hệ thống sinh viên để tham gia vào hệ thống du lịch của mình trong thời gian tới, mà mình đang mở ra một cái giống như Facebook là một nền tảng để cho các bạn phát triển du lịch, để các bạn có một blog riêng, các bạn có một không gian riêng để các bạn làm những điều bạn các bạn thích trong lĩnh vực du lịch. Thì hy vọng là gì, là tất cả các bạn ngồi nghe ở đây sẽ lên Facebook của mình. Facebook của mình là Lê Thúy Hạnh không giấu, và cái email mà mình sử dụng ấy là lethuyhanhvn@gmail.com. Các bạn nếu không tìm ra thì là dùng email để search tìm ra, sau đó các bạn nhắn cho mình một cái inbox. Trong inbox các bạn nói rõ cái các bạn là ai và các bạn đang ở học trường FPT, thì mình sẽ gửi cho các bạn một cái account, và trong cái account đó các bạn gọi là account online, thì các bạn sẽ được quản trị một hệ thống ở bên trong để vận hành cái phát triển du lịch này như một cộng tác viên, như một blogger, đúng không ạ? Và trong quá trình đó các bạn đưa bài, đưa tin thì nó như một nhà báo. Và cái khi đầu tiên là các bạn cộng tác với công ty, nhưng khi các bạn mà biên dịch tốt, các bạn làm bài tốt thì các bạn được trả tiền như cộng tác viên, như một cộng tác viên, và các bạn được kinh doanh ngay từ thời điểm trong là sinh viên này ạ. Thì đấy là cái mà mình mong muốn được hợp tác với các bạn. Cụ thể như thế nào thì tốt nhất là các bạn hãy vào Facebook của mình và liên lạc, và đừng gửi email. Mình xin các bạn đừng gửi email, vì email mình chẳng biết các bạn là ai, Facebook tôi biết bạn là ai. Đấy là sự khác biệt, là khi mình biết bạn là ai, bạn đang như thế nào, mình mới có thể tương tác một cách cá nhân với các bạn được. Còn nếu email thì các bạn sẽ thấy rằng là cái cách truyền thông của nó là chung chung, tôi cứ trả lời cho nó xong. Nhưng nếu mà trả lời Facebook thì tôi sẽ biết là bạn là nam hay là nữ, bạn là có bạn bè là ai, bạn có sở thích gì, bạn như thế nào, mình chỉ bạn có chân dung khuôn mặt ra sao. Tất cả những cái điều đó nó là giúp cho mình ra những cái quyết định rất là nhanh, và bạn
và mình hy vọng là sau đó thì các bạn sẽ trở thành một trong những người tạo nên một cái sự thay đổi trong cái ngành du lịch của Việt Nam, không chỉ là các bạn học sinh ở trong nước, sinh viên trong nước, mà mình đang kết hợp với cả các sinh viên ở nước ngoài, các du học sinh mà ở các nước khác nhau, các bạn cũng sẽ làm du lịch cùng nhau. Chúng ta sẽ trên một cộng đồng để xây dựng lại toàn bộ hình ảnh du lịch Việt Nam. Từ du lịch Việt Nam đã thay đổi lại toàn bộ giao thông, thay đổi lại tư duy, thay đổi lại cái cách bán hàng, thay đổi lại cái giá trị của đất nước này, thay đổi lại cái văn hóa của đất nước này. Thì đấy là cái khát khao, cái mong muốn của mình để được làm việc cùng với các bạn. Đó. Còn ngoài ra thì mình cũng có một cái chương trình offline, đấy là du lịch cùng với các giáo sư và những tiến sĩ hay những nhà khoa học trong lĩnh vực du lịch. Ví dụ như các bạn thực sự, ví dụ như đến chùa Trăm Giang, các bạn không hiểu được các cái hoa văn ở trên đấy, các bạn không thể biết được là lịch sử ai là người hình thành ra nó, cái giá trị bản, cái cốt lõi của cái chùa Trăm Giang là cái gì chẳng hạn. Thì trong cái thời gian tới là mình muốn là kết hợp được với các trường như là trường FPT của mình để đi cùng với các cái nhà khoa học và các nhà giáo sư, gọi là tour, nhưng là tour tri thức và tour du lịch kết hợp với văn hóa. Và hy vọng lúc đấy các bạn sẽ tổ chức, tự tổ chức được. Để rồi lúc đấy mình chỉ việc là mời cái nhà giáo sư đấy đi cùng với các bạn. Ví dụ các bạn chuẩn bị đi một cái chương trình gì đấy, mình sẽ mời cái người đấy đi cùng với các bạn. Và chúng ta sẽ tạo ra một những cái chương trình tour đặc biệt, những cái tour rất là thú vị, mà nó kết hợp giữa cái giá trị tâm linh, giá trị văn hóa và giá trị của dân tộc, và cùng với đó là những giá trị về kiến thức. Thì đặc biệt là các bạn quốc tế muốn tìm hiểu về đất nước Việt Nam thì đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta được gắn bó với nhau, được giao lưu, được ít nhất là khám phá những cái khu vực xung quanh Hà Nội, rồi sau đó là các khu vực khác ở Việt Nam. Thì đấy là những cái mà mình mong muốn từ cái dự án du lịch để kết hợp trực tiếp được với các bạn. Vâng, ok, thì có lẽ là bây giờ là đã đến lúc cho các bạn sinh viên ở bên dưới, các bạn có bất cứ một cái thắc mắc hay là câu hỏi băn khoăn nào, các bạn có thể trực tiếp hỏi chị Lê Tiến Hạnh để chị thể đưa ra những câu trả lời cho tất cả các bạn. Bây giờ xin mời tất cả các bạn có bất cứ câu hỏi nào thì các bạn giơ tay. Vâng, xin mời các bạn. Nhưng mà thực ra những game hay là những tất cả các hình thức khác
nó chỉ được một thời gian thôi, sau đó là người ta lại cũng sẽ lại nhảy sang cái khác. Cho nên là khi mình làm truyền thông thì mình phải hiểu được về vấn đề, về cái sản phẩm, phải hiểu được rõ về cái khả năng ứng dụng của nó vào từng cái nền tảng phải khác nhau. Một cái là mình phải đi vào một cái phát triển bền vững, và một cái chúng ta sẽ đi vào một cái chiến thuật, đi vào một cái mà nó là nhanh chóng tức thì mình nên dùng cái web, và cả hai xu hướng đấy nó sẽ cùng song hành phát triển, và thực ra nó không loại bỏ nhau. Còn những cái chúng ta sẽ loại bỏ nhau, nhưng có những cái chúng ta không bao giờ loại bỏ nhau. Ví dụ như mọi người sẽ nhìn thấy giống như là email và Facebook, bây giờ là Facebook chẳng hạn, là mạng xã hội, thì email nó vẫn phải cứ liên tục tồn tại. Và không có email thì các bạn có dùng được Facebook không? Cũng không dùng được Facebook, bạn vẫn phải có địa chỉ email, đúng không ạ? Nhưng mà cái tương tác thì nó lại khác nhau rồi. Một bên là song, tức là hai chiều, một bên là đa chiều. Thì cái gì mà các bạn làm mà đa chiều trong truyền thông thì các bạn sẽ thành công. Còn cái gì mà các bạn làm mà chỉ là một chiều hoặc là hai chiều thì các bạn rất khó để thành công. Làm cái gì đa chiều là thành công về đấy. Đấy mà ở một cái môi trường quốc tế thì lại càng tốt. Đó. Thì cái mà bây giờ mà các bạn làm mà gọi là mảnh đất màu mỡ thì đang mới thì là web. Nhưng mà dù web như thế nào thì vẫn phải có web. Đấy. Và hãy đi như hai bước chân mình phải đi cùng với nhau. À, lúc thì đi nhanh thì mình cần phải đi web, mà lúc mà đi bình thường thì mình nên đi web. Thế mình phải cứ nên như vậy. Và có những cái sản phẩm thì không cần web, nhưng có những cái sản phẩm thì phải cần cả hai. À, thì trong cái việc mà truyền thông cũng vậy, là mình cần phải linh hoạt trong cả hai cái này. Nên mình thế người ta bảo là tư duy của người nghèo là gì? Tư duy của người nghèo là luôn luôn chọn một trong hai. Còn tư duy của người giàu là gì? Tôi chọn cả hai. Đấy là sự khác nhau giữa tư duy người giàu và người nghèo. Nghĩa là loại bỏ tư duy của cái nghèo ấy là chúng ta phải loại bỏ, còn tư duy của người giàu là cộng hợp. Đấy, thì trong khi mình làm việc cái gì cũng vậy, mình càng cộng hợp và càng tương tác được mạnh thì mình càng dễ thành công. Em cảm ơn chị ạ. Ờ, thế là em có thêm một câu hỏi nữa. Ờ, chị theo em hỏi là xu hướng truyền thông số trong năm tới cũng như là những năm về sau thì ngoại trừ bên miền ra thì mình có những xu hướng nào nữa? Cái này rất là quan trọng. Thực ra trong slide của mình là có hơn 200 slide mình làm, mình có thể gửi cho các bạn được. Nhưng mà cái xu hướng mà truyền thông sắp tới ấy, thì nó là một cái quá trình kết hợp gọi là mạng xã hội và mobile marketing. À, thực ra nó đã phát triển rồi nhưng mà vẫn tiếp tục phát triển nữa. Tức là kết hợp giữa mạng xã hội và mobile marketing là hai cái xu hướng nó sẽ phát triển song hành trong những năm tới. Và cái mobile marketing ấy thì nó sẽ đi theo nó sẽ là một cái gì đấy nó thay đổi rất là nhiều. Còn ví dụ như mạng xã hội thì nó sẽ có một xu hướng là social e-commerce, tức là nó không phải là social network nữa mà là social e-commerce, thì là cái hướng mà bán hàng thông qua mạng xã hội. Các bạn mình nghĩ là cái giải pháp này của Mark chỉ cần khoảng một năm nữa là nó sẽ tung, tối đa một năm nữa thôi. Tức là bây giờ sau này bạn không cần mở một cái shop ở đâu nữa, mà bạn mở shop ngay trên Facebook, như một cái kho hàng của bạn trên Facebook, và bạn giao dịch toàn bộ trên Facebook, như một và thanh toán trên Facebook, tất cả đều trên Facebook, thì đó gọi là một cái nền tảng truyền thông mới và bán hàng mới, tất cả mình cũng sẽ thay đổi. Còn lại là mobile thì nó cũng sẽ có một cái xu hướng, tức là ebook, e-magazine, rồi là game, rồi là những cái gì mà nó có thể là ứng dụng được thì quảng cáo trên mobile. Còn lại thì tất cả những cái web thì nó sẽ chuyển sang quảng cáo sang mobile rất là nhiều. Nên là quảng cáo ở trên đó nó sẽ theo cái bao giờ cũng vậy. Cái không gian quảng cáo, không gian để truyền thông ở trên web thì nó rộng hơn, nó đa dạng hơn, nó phong phú hơn. Thế còn ở trên mobile thì nó nhanh hơn nhưng nó tập trung hơn, đối trên một cái màn hình rất nhỏ. Người ta sẽ nhìn vào cái gì thì người ta sẽ nhìn mãi đến cái đó luôn. Người ta sẽ nhớ mãi. Đấy, giống như Flappy nó giàu được là bởi vì nó chỉ có mỗi một cái gạo ở đằng trên, nó cái quảng cáo nhỏ ở trên thôi, nhưng mà nó luôn ở đấy. Nó thay vì như web thì nó có thể là ở rất mọi nơi và nó làm loãng đi quá trình quảng cáo. Nhưng mà riêng mobile thì nó lại khả năng focus, rất là tập trung. Thì mình nghĩ rằng là đấy là hai.